I'll sit here. Chào buổi sáng ông bà cô chú ơi. Khách sạn nhìn buổi sáng nè cô chú anh chị. Đi học ba lầy. Đây cái đường này mở rồi nè. Cái đường này tối hôm qua có một khúc đó, chữ đó quẹo vô đây thôi đó mà không có mở đóng hen. Xong rồi sẽ chạy vòng 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 với kia để quẹo qua cái đường bên đây. Bây giờ người ta đã mở rồi nè, đã đi được rồi. Trong đó là nông trại, người ta trồng cái gì trong đó quá chừng luôn. Lúc đây strawberry honey. Could well be, babe. Dạ, giống dâu tây trong đó đó. Well be. Phong cảnh trên kia kìa cô chú anh chị. Đẹp chưa? Is that the river? In Scotland, yeah. They don't call a lake yeah. by the name lake, they call it a loch. Right. L-O-C-H, loch. Maybe thousands of lochs in Scotland. We're going to go to a very famous loch today called Loch Tunnel. Right. Hello, chị, chị vẽ gì á? Em chị đi ôm mặn thỏ, thỏ ngồi đây nhìn chị vẽ hả? Trời ơi. Cái này em để cái ghế cho chị gác chân này thoải mái cho mọi người đồ chơi cúp chị trên xe kìa, quá trời quá đất luôn. Ở đây người ta làm nông trại quá trời luôn kìa. Kìa chứ kìa, nhìn strawberry kìa chứ. Trái quá trên trái luôn strawberry. Dâu tay trái mà nó xà xà xuống luôn kìa. Quá trời luôn. Kìa người ta hái dâu tay kìa. Quá chừng luôn kìa. Oh, they got Asian. Có người châu Á làm việc nữa. Hai bên đường. Hai bên đường ta làm trang trại, nông trại quá chừng. Hai bên đường trồng ta là dâu tây không? Yeah, look, there's another lock, look. Cảnh ở ngoài đẹp chưa? Nhìn ở ngoài đẹp. Cái bờ hồ, cái hồ chạy dài theo cái con đường. Quá đẹp. 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 Trên cái đỉnh núi kia có một cái lâu đài rất là nhỏ xíu xíu luôn. Đây nè. Ice by. Ê, lên lửa sổ anh đi. What the castle called? Kinfauns. Kinfauns. Nhỏ xíu hả mọi người? Ice by something cool. Sleep in Lochree, that's where we're going, 40 minutes. Lauren, I'm sorry, baby. I'm trying to concentrate on driving at the moment. Yeah, I spy. Ma. Ma, oi. No. Thank you.
She said if she had 11 apples and you only had 10, yeah, and she gave you 5 of hers, mm. I didn't hear off the bat. So how much do I have? Yeah. 15. Oh, okay. So if I give you 10 toys, if I had 10 toys, and I give you 5, and you only had 2 toys, and I give you 5 more toys, how many would you have? 7. And how many would I have? She's now only got 10 apples. No, I'm saying that. So if you had 100 apples, right, and I had 200 apples, yeah, and I give you 10 more, yeah, how many would all of it make? 110. Huh? 110. I'm going to do 10 apples. How's that going to work, Chief? So, nah, if I had 1 to you, how many would that make? Daddy. I don't know, Lauren. I'm trying to concentrate. It's 3. Nah. If you had 2 trees and I had 100. Look at the colours, babe. 1 to you, how many would that make? I am watching it. I'm saying if you had 2 apples, yeah, and I had 200,000 apples. She's trying to sell us sell these apples. Yeah. Can we change it from apples to bananas just to mix it up? Yeah, so if you had 2. Okay, let that my turn now. If I have 20 bananas, yeah, and there are 10 monkeys come in and try to get my banana, which is 1 banana, it's monkey. So how many banana I have left? None, because the monkeys have had some more. Well, it's true. Yeah, I know. No, okay. 1 banana left for another little monkey sat in the back. Called Lauren Lynch. I know. Worse than a monkey. A baboon. An orangutan. And a gorilla. What is so funny? He's a crazy lunatic, babe. Look at that little house, you look. Yeah. Cái nhà nhỏ xíu nè. Nhà giống như cái... Mẹ, it's your turn, but don't do hard ones. I don't know. Okay, listen carefully. I mean, Daddy, 3 little monkeys jumping on the tree. One fell off and he did a wee. Mẹ, do funny ones so Daddy can have 3 like normal. Daddy, imagine you was a monkey. Right. Yeah. Can I imagine peace and quiet for 5 minutes? You was a monkey. No, pretend Daddy is a pig to me. No, Dad. So Daddy, pretend you was a monkey. Yeah. And I give you 200
you apples, I mean bananas, how many would you eat? None. One. We're gonna do double a banana. Daddy, imagine you were a tiger and I give you 100,000 meats. How many would you eat? 100 of them. Daddy love meat, that's why. Daddy, how many would you eat? I told you. No, it's not your choice. Daddy, how many would you eat? Alright, that's enough now. Daddy, how many would you eat? No, and I told you. I'm not talking about bananas, I'm talking about meat. Has it all gone? Somebody's house down there, look. Lucky then, aren't you? Yeah, I'm the luckiest one. Right, we're almost there now. Queen's View Visitor Centre. Oh yeah. Finally I can tell you stuff. Is this the Queen's Castle? Maybe it takes card because they ain't got any cash. It looks like it does. Should bring the boots. We don't need any boots, babe. It's only a cái cây này mà nó đóng rong đóng riêu quá chừng luôn nè cô chú anh chị. Đến nơi rồi hả cô chú anh chị ơi, bây giờ cả nhà Kim sẽ đi dạo quanh cái bờ hồ. Tony nói là ở đây có một cái view rất là đẹp luôn, muốn dẫn Kim đi xem. Ở đây không khí trong lành dễ sợ luôn á. Đi ở ngoài đây đó, cái mùi thương, cái mùi của cái cây cỏ nè, cây cỏ khô nè cô chú anh chị, với lại cái mùi của cây thông á, thơm thoang thoảng dễ chịu gì đâu luôn á, mát mẻ. Mai cho em chị đi bộ đã luôn. Ở bên này đó là người ta đi chơi, đi du lịch, người ta thích đi bộ ngắm cảnh như đó cô chú anh chị. Người dân ở bên này họ rất là thích đi bộ luôn. Đi chứ à. Kim nhớ hồi lúc Kim mới qua đó, Tony dẫn Kim đi du lịch, đi suốt 5 ngày mà ngày nào cũng đi bộ ha. Đi mà cái đầu gối của Kim không có kiểu mình đi bộ không quen á, đi cái đầu gối không nhấc lên nổi luôn đó. Xong rồi qua bên này đi riết cũng quen mọi người. Người ta đi bộ nhiều lắm. Dưới đó là lúc nãy là đậu xe dưới đó ha, có quán cà phê đó đó. Nhưng mà cà phê hôm nay đóng cửa rồi không có mở. Ở dưới kia là cái hồ ha cô chú anh chị. Đây, ở đây có nhiều người ra đây lắm nè. Kim thấy có rất là nhiều người luôn ra đứng đây ngắm cảnh ha. Đẹp quá. Nơi này đẹp chưa mọi người? Nơi này được gọi là Queen View, nằm ở vùng trung tâm của vùng cao nguyên Perthshire, là điểm thu hút khách du lịch phổ biến nhất của khu vực. Theo truyền thống địa phương, nơi này được gọi là Queen View theo tên của nữ hoàng Isabella,
người được cho là đã đến thăm địa điểm này vào đầu thế kỷ 14, khi nữ hoàng Victoria dừng lại và uống trà tại địa điểm này vào giữa thế kỷ 19, bà đã viết vào nhật ký của mình rằng họ đã đặt tên nơi này theo tên tôi, mặc dù tôi không tin rằng mình đã từng đến đây trước đây. Nhìn giống như một cái dòng sông nhưng đây người ta gọi là hồ ha mọi người. Thank you. Yeah. What do you think? You see? Good reason to come, hey? Holy shit. Yeah. We're going to move to the next town. Trời ơi, tao làm cái con sâu này thấy ghê quá hả? Cái hình con sâu đó bà. My room's blowing up. Gió hơi lớn thế cô chú anh chị, đây là nhìn cảnh sau lưng hai vợ chồng Kim. Yeah, put it down so we can see the lake. No, Tim, that's it, yeah. Một cái dòng sông đồi núi nè mọi người. Kia nhìn cái kia, cái hồ nước kia kìa. Ôi, nó kia nó bay rồi chứ là. Chụp lắm. Bé con á. Mà nắm tay mẹ. Bà cầm đi, bà nắm tay mẹ. Chị đừng đi té con á. Me too. Chị đừng chạy nè chị nè. Cái đó là cái view nổi tiếng á mọi người, cho nên là có rất là nhiều người ra đây để xem. Đi ngay cái mùa thu này lá đẹp quá chừng luôn. Đi kiểu gì cặp cặp kìa. Ultimate Sunday roast, every Sunday closed. Đây có một ngôi làng nhỏ, đây có quán cà phê mà đây ngồi đây dễ thương quá nè. Hôm nay đóng cửa rồi. Sat there, not a cup of tea. It closed. Yeah, maybe it's not open until 12 o'clock. Can we get in on one road out? Yeah, so we can come back later. Look at that place there, babe. We can come back later if the coffee happen open. Yeah, look online and see if it's open. It could be. Have a look online when we stop, if we can get any network. Imagine what it'd be like here in the winter. Cold. Of course. Trên cây cầu đây hả cô chú anh chị? Đi xuống đây đi bộ xem có cái gì ở dưới đây không mọi người. Đi dạo ngắm cảnh nè. Ở đây cũng là một cái địa điểm để đi dạo tham quan ngắm cảnh.
Em thấy có nhiều người đậu xe đây đi lắm nè. Ở dưới cây cầu. Cầu rất là cao luôn. Chị hôm nay đi bộ đã luôn. Trời ơi, gió nó mát lạnh luôn. Ôi, ôi lá nó bay kìa. Nơi này được gọi là Linh of Tomoe, là một khu đất rừng rộng 19 hectare tại nơi hợp lưu của hai con sông Rari và Tomoe ở Perthshire, Scotland. Tên Linh of Tomoe bắt nguồn từ tiếng Gaelic của người Scotland, có nghĩa là hồ nước chảy xiết. Tên này bắt nguồn từ thực tế là con sông Tomoe từng đổ xuống qua một thác nước để gặp sông Rari. Tuy nhiên, vào năm 1950, thác nước đã ngừng chảy khi một nhà máy thủy điện mới nâng mực nước của cả hai con sông. Look at that tree. Look like they do the zip line. Down there, honey. Yeah. Yeah. Okay. Sẽ đi bộ xuống đó không chứ anh chị? Hello. Chỗ này đá lởm chởm. Cái cầu đó cao quá chừng luôn kìa ông bà cô chú ơi, quá chừng cao luôn á. Nước ở đây nó đen đen ha. The water not very clear. It won't look deep, but it'll go below. Yeah. Hello, Jay. Ở phía bên đây là giống như cái vực ha cô chú anh chị đây nè. Cái vực bên đây rất là thấp luôn. Chỗ này là có cái chỗ để nhảy nè cô chú anh chị, nhảy sợi dây mà lòng thòng nó chạy xuống đây nè. Tại vì chỗ này rất là cao mọi người. You so heavy that way, honey. Đây là người ta cho nhảy dây nè, nhìn thấy sợ quá ha. Đây là đi bộ lên cái cầu này của chú anh chị. Đây là nhìn lá kìa, lá vàng đẹp chưa mọi người. Mười hai độ hả cô chú anh chị, 12 độ nhưng mà không có lạnh. Do mình đi bộ quá, mình đi lên dốc xuống dốc này kim đổ mồ hôi luôn á, cảm giác nóng luôn nè. Ở dưới đây nè mọi người, lúc nãy là mình đi bộ dưới kia ha, bây giờ lên đây nhìn xuống dưới đó cảnh đẹp chưa, nãy mình đi bộ chỗ đó đó, cái dòng sông ở bên đó ha, cái dòng sông nước đen thui à, đây là cảnh đẹp quá chừng, có tàu lửa chạy kìa. Trên kia có cây cầu cho nó chưa thấy không? Look at the bridge. Before the people were just there. The bridge up there. Cảnh đẹp như trong một bức tranh vậy đó cô chú anh chị, đẹp quá chừng luôn. Jay, I'm follow you.
Run in, run, run. Chạy đi. Đây là một ngôi làng nè cô chú anh chị, ngôi làng này nhìn đẹp hay chưa? Ngôi làng ở trên lưng chừng đồi núi, ngôi làng nhỏ ha. Làng đẹp không chi, nhà đẹp không chi? Để xin thêm à. Cái berry nó mình vàng đẹp đó. Fisher không sao. Parking space here then. Daddy, I thought it's got the flag. My nose there. There's a parking space over there. Highland Persia. Right, so where we were when you stood on the thing is up there, right? So there's Loch Tummel, Loch Rannoch, right? So we're now here. These are all the other locks, Loch Tay, Loch Earn, Loch Turret. These are all, and that river Tay runs all the way to Dundee, and there's Perth. Đây này là cao nguyên Perthshire, hướng của chú anh chị, ở Scotland. Có rất là nhiều hồ. Bây giờ sẽ đi bộ, đi dạo ở trong cái ngôi làng này. Đây cũng giống như là một ngôi làng cổ đó mọi người. Những ngôi nhà được xây bằng đá nè, bức tường bằng đá hết. Với lại có những cái vòm nhọn nhọn nhìn giống hoàng gia quá ha. Giống cái khu phố cổ hoàng gia. Nhà này rất là thấp nè cô chú anh chị. Đây nè, cái mái nhà là ngay cái đầu của Kim luôn nè. Cái làng này cũng thu hút khách du lịch đến đây tham quan rất là nhiều. Ở dọc theo cái con phố này nè là những cái cửa hàng bán đồ lưu niệm, cà phê, nhà hàng. Đây là cái cửa hàng bán rượu. The Scotland, they got a different language as well and the currency. No, it's still the Scottish pound, but their notes are different. Ở Scotland họ cũng nói tiếng Anh nhưng mà nhiều cái vùng á tiếng Anh của người Scotland rất là khó nghe ha cô chú anh chị. Và ở Scotland này nè cũng xài cái đồng tiền tệ giống như là ở dưới England luôn và cũng bảng Anh ha, nhưng mà cái trên cái tờ tiền á là cái màu sắc với lại cái design á, cái thiết kế cái hình ở trên cái tờ tiền là khác nhau các anh chị, nhưng mà cái giá trị đồng tiền cũng là giống nhau. It's not really wide enough for three people to walk. So the value of the money is the same, right? Yeah. 10 Scottish pounds. Right.
Bên đây có nhiều cái loại chó nè, ốm ốm mà cao, chân dài. Đây là cái hẻm đi vô đây, đi lên trên đồi cao. Ôi mấy cái nhà trên nó đẹp. Chút cái house up there. Đây, những cái bức tường bằng đá này là cái nhà này đã lâu đời lắm nè cô chú anh chị. Cái đá là tảng tảng con luôn đó. Ở trong đó là người ta cũng để private luôn, và người ta không có cho mình vô. Nhà riêng ở trong đó ha. Ok, let's go out honey. Do đây là một cái thị trấn nhỏ đó, không có ồn ào. Nhiều loại trung tâm nhưng mà rất là yên tĩnh ha. Thời tiết này mát mẻ nữa, đi bộ rất là thích luôn, thoải mái. Cái nhà này dễ thương quá. Cái nhà này nhỏ nhỏ đó mọi người, bằng đá luôn ha. Ở bên cửa sổ có bụi hồng leo. Hôm nay remember the house in the Cotswold. They got the look like that here. Yeah. Ở trước cửa nhà, mỗi cửa nhà nó có một cái vòm này che mưa, dễ thương. Mở khung cửa sổ rất là lớn đó mọi người. Cái này cửa sổ rất là lớn, rất là lùng luôn. Phía trước có hai cái ghế nè. Mùa hè ra đây ngồi phơi nắng nha. Ở trong đó cũng có một cái quán cà phê rất là dễ thương. Những cái vòm này nhọn lên, những cái vòm nhà nhọn lên nhìn đẹp đó cả nhà. Nhìn kiểu cổ cổ nữa sao á, là lạ. Nhìn giống như mấy cái nhà ở trên núi, trên Bà Nà Hiêu, khu làng Pháp ha các anh chị. Cổ cổ đẹp. Ở Scotland là người ta hay mặc quần áo hay là mền gói nè, là những cái vải sọc sọc này nè cô chú anh chị, nhiều lắm. Giỏ sách nón gì đó, khăn trần cổ gì đó, cái màu sọc 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 này nè, như vậy đó. Dạ, đây là tea room, là cái phòng trà, cà phê trà, có bán bánh ngọt nữa cô chú anh chị, mình sẽ vô đây ha. Đây là cà phê nè. Cái phòng trà này có bánh rất là ngon nè cô chú anh chị. Kim cũng đã order một cái bánh nổi tiếng ở tiệm này ha, để Kim ăn thử. Bây giờ rất là đông rồi mọi người. Tóc em chi nè, mẹ lỡ cắt quá tay. Quá tay. Da cái trán lại cây trắng dồ nè. Ê trời ơi trời. Bây giờ là khách vô đông, Kim vừa vô cái đó khách đông quá chừng luôn rồi nè. Giờ tới giờ trưa đó cô chú anh chị, 12 giờ trưa. Tới 1 giờ luôn rồi. 1 giờ trưa là giờ trưa ta đi uống trà, ăn bánh ha. Cái ly uống trà nè, giống như bộ tách trà ở Việt Nam ha. Dễ thương chưa? Thank you. Màu cát này, chừng nào mà cái đồng hồ cát này nó xuống hết đó là mấy trà mới pha xong hết. Kim có trà hoa hồng. Trong đây có hoa hồng nè, với cái gì nữa nó không biết nữa nè. Cái trà hoa hồng với trà gì nữa. Cái anh kia nói là chừng nào nó xuống hết cái cát này là trà mới bắt đầu là đạt. Đạt đến để uống. Ôi xong rồi, anh đi. Rồi lấy cho mẹ cục đường bỏ vô. The brown one. Một cái thôi, để nhẹ nhẹ vô thôi. Ba Chi ăn bữa trưa bánh mì sandwich. Bánh của Kim đã ra tới rồi nè, kem ha. Mời cô chú anh chị nha. Dùng trà trưa, trà xế chiều mọi người. Đó chưa đây. Sipping. Ngon quá chưa? Bánh này hơi ngọt.
quá ngọt luôn á, ngọt quá. Vô. Vô. Xin chào các bạn. Mong mời cô chú. Mặc dù cái bánh hơi ngọt quá đó, nhưng mà khi mình uống trà này nè, nó sẽ nhã lại mọi người, cho nó vừa luôn. Which trench?